Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình được chuyên mua bán thẻ cũ, máy tính bảng cũ rẻ. Và hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2021 và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm thẻ cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được sản phẩm coi như là V50S TwinQ 5G các bạn nhé. Với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì mình sẽ giới thiệu chi tiết cho sơ qua qua. Với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì là con này có đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại không các bạn nhé. Đây thì mình sẽ coi như là bỏ mẫu 3 con ra. Thì hôm nay nhà mình lại về được rất là nhiều, nên là các bạn thao hồ lựa chọn và đặt hàng các bạn nhé. Đây ạ, ở đây còn một nắm nữa cơ, nên các bạn thao hồ lựa chọn. Và đằng kia mình đang sạc pin một đống cho các bạn nhé, nên các bạn thao lựa chọn nhé. Đây ạ, V50S TwinQ 5G. Thì là ngoại hình con này thì bên mình thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90%. Nói chung là máy đẹp len keng trên 90%. Máy con này thì là màu xanh đen nhé. Chỉ duy nhất nhà mình thì có chỉ duy nhất coi như là màu này là màu xanh đen. Trên thị trường đang bán con này cực kỳ là đắt, với mức giá coi như là 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Nhưng mà ở shop mình ngày hôm nay thì mình sẽ bán các bạn với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thôi. Cực kỳ là rẻ và cực kỳ là hấp dẫn các bạn nhé. Và tin vui cho các bạn coi như là cái con V50S này thì mình sẽ là có tin vui cho bạn. Thì là con này thì hôm nay thì mình đã coi như là cập nhật lên Android 11, là Android mới nhất rồi, nên là các bạn có nhiều coi như là trải nghiệm coi như là sướng nhất các bạn nhá. Đây ạ, thông tin phần mềm đây ạ. Hôm nay thì mình đã cập nhật lên phiên bản là Android 11 đến Android coi như là mới nhất. Thì các bạn có thể là vào coi như là các bạn nào đã đang dùng máy, các bạn có thể là vào coi như là mình vừa vào phần nào mình cập nhật nhỉ, mình quên mất rồi. Đây ạ, đây trung tâm cập nhật thì các bạn có thể là vào trung tâm cập nhật để cũng như là cập nhật coi như là lên Android 11 coi như là Android mới nhất để các bạn trải nghiệm coi như là nhiều tính năng nhất các bạn nhá. Thì là con này thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình và chi tiết con này. Thì con này được có nó là trang bị của nó thì là màn hình của nó là OLED các bạn nhé. OLED này, tràn viền OLED tràn viền 6,4 inch. Đấy. Độ phân giải con này của nó là chỉ được độ phân giải con này là của nó là Full HD cộng. Và được cái con này thì là được cái là RAM cực kỳ là khủng. RAM con này của nó là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này tận là 256GB. Nói chung là với cái bộ nhớ trong 256GB thì các bạn lưu trữ thì cực kỳ là tuyệt vời, không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy và dung lượng các bạn nhé. Và được cái con này chạy chip của nó là chip Snap là 855. Chip này các bạn gánh game hay chạy ứng dụng thì là cực kỳ tuyệt vời luôn. Nên là với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng các bạn mua con này là cực dùng cực kỳ là sướng. Thì mình sẽ kết nối wifi, thì mình sẽ coi như là trải nghiệm qua sản phẩm coi như là LG V50 ThinQ V50S ThinQ 5G này xem là có đáng đồng tiền bắt gạo không các bạn nhá. Đấy, được cái là chip Snap của nó thì các bạn gánh game thì cực kỳ tuyệt vời. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4000, nói chung là viên pin 4000 các bạn dùng thì cũng tẹt ten rồi các bạn nhá. Mình đã kết nối wifi rồi, mình sẽ vào coi như đây. Mình sẽ xem cho các bạn thêm. Và tính năng mở khóa con này là có tính năng coi như là chỉ mở khóa vân tay nhá. Con này chỉ duy nhất coi như là mở khóa màn hình của nó vân tay. Camera của nó là cũng có là chụp góc rộng góc hẹp rất là tuyệt vời luôn. Đấy, camera con này cũng có là chụp góc rộng này, đấy, góc hẹp này. Đấy, chụp nói chung là chụp toàn cảnh cửa hàng này, đấy. Nói chung là có hai góc. Đấy, camera của nó thì là camera kép. Nhưng mà được cái là nằm âm vào màn hình, thiết kế nhìn rất là đẹp, rất là xinh. Đấy, ngoại hình con này thì là cũng là bo tròn một cạnh, coi như cầm rất là chắc chắn tay. Và màn hình con này thì là được cái là thiết kế của nó là màn hình của nó là giọt nước này. Màn hình của nó là tràn viền bo tròn giặt nước. Nói chung là nhiều bạn cũng thích cái kiểu cái màn hình mà giọt nước như này các bạn nhé. Và mình sẽ vào coi như là nghe nhạc coi như là xem phim sản phẩm coi như là LG V50 ThinQ 5G này xem là cái loa nghe nhạc đó cũng có là tuyệt vời không. Đấy, loa nghe nhạc của thì con này là loa nghe kép, một loa là bên dưới này và một loa là bên trên. Đấy, đây mình đang nghe loa bên trên các bạn nhá. Đấy, và bên đây là loa bên dưới này. Nghe nhạc cái Bolero thì cũng cực kỳ là hay. Bọn này nó sẽ là không to quá và không nhỏ quá, nhưng các bạn nghe thì cực kỳ tuyệt vời. Màn hình của nó là Full HD cộng nhưng mà chất lượng hình ảnh nó cũng là không đến mức tồi các bạn nhá. Đấy, màn hình OLED thì các bạn nhìn nghiêng này, không có độ bóng mờ miếc gì, nhìn rất là sướng và rất là xinh. Đấy, được cái là con này trang bị là RAM 8 cơ. RAM 8 các bạn lưu trữ thì cực kỳ tuyệt vời, chạy nhanh muốt các bạn vuốt đây vù 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 luôn, sướng lắm. Đây này, các bạn dùng đa nhiệm, nói chung là với con RAM 8 các bạn chạy đa nhiệm thì khỏi phải chê luôn, quá đẹp luôn. Mình sẽ vào coi như là phim 48K này, 8K cho các bạn luôn. Mình sẽ vào coi như 8K. Nói chung vào phim 8K thì các bạn xem chất lượng hình ảnh khỏi phải chê luôn. Mình sẽ zoom hết toàn màn hình này. Đấy, các bạn nhìn video 8K đấy. Đấy, các bạn
bạn nhìn video 8K đây. Đấy, các bạn nhìn như thật luôn. Đấy, các bạn nhìn nghiêng không có độ bóng mờ gì các bạn nhé. Loa thì loa nghe kép. Đấy, một loa bên trên và một loa bên dưới, nghe cực kỳ là hay. Thì là giá con V50S ThinQ 5G này là trên trường đang bán với mức giá coi như là 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Nhưng với ở cửa hàng mình hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn coi như là con V50S ThinQ 5G này sẽ là mức giá coi như là 3.900.000 các bạn nhá. Đấy. Hàng này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.900.000. Thì là theo lời khuyên của mình ở thời điểm hiện tại thì các bạn gì nhỉ? Cứ chọn cho mình sản phẩm coi như là V50S, tại vì cái sản phẩm V50S này thì là lô đời đầu mới về ấy, thì nó sẽ là nhiều hàng ngon. Nó sẽ không như sản phẩm cũng như là LG V50 bây giờ. Tại vì LG V50 bây giờ thì nó nói chung là hàng tồn kho, đâm nó nhiều hàng lô cộ các bạn nhé. Con này thì là cũng có hỗ trợ cũng như là cổng sạc của nó là Type-C này. Đấy, cổng sạc của nó là Type-C này. Đấy. Và rắc tai nghe là tai nghe 3.5. Nói chung là rắc tai nghe này cả 3.5 thì các bạn cắm mic livestream hay là thu âm là cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là vẫn nhiều bạn có nhiều thích cái cắm cái mic cắm cái rắc tai nghe 3.5 này các bạn nhá. Đấy. Mức giá mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.900.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm coi như là V50S ThinQ 5G các bạn để liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng qua hai số hotline, hoặc các bạn gần có thể trực tiếp qua địa chỉ của mình, cửa hàng mình ở số nhà 72 phố Ba Thá, Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội. Ở bên mình thì có Shipco ba miền và nhận hàng có được kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là lỗi đổi một cho một bạn 1 tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đấy, V50S ThinQ 5G giá chỉ với giá coi như là 3.900.000 cho bạn nhá. Đấy, rất là rẻ luôn. Đấy, thị trường đang bán với mức giá coi như là người ta ăn dày lắm. Thị trường người ta đang bán trên mạng toàn 4 triệu đến 5 triệu cơ. Nói chung ăn dày lắm. Sợ. Nói chung là mình về được giá hợp lý thì mình sẽ bán cho bạn với giá hợp lý, nhưng mà lô đầu này thì nó thật hàng nào nó như hàng nào thôi, nó là một hàng về như nhau hết các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình để về được lô này. Ở lô này thì hôm nay mình về được rất là tuyệt vời các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo nhà mình lại về được lô này luôn. Lô này thì mình sẽ bóc ra để xem cho bạn coi như là lô này. Nói chung là cái lô này thì các bạn về khoảng chê luôn. Đấy. Lô Note 9 coi như là bản Nhật các bạn nhá. Đấy. Lô Note 9 bản Nhật này. Đấy. Lô Note 9 bản Nhật. Hôm nay nhà mình lại về được tiếp tục được lô Note 9 bản Nhật. Nói chung là bạn nào mà yêu thích mà cái dòng mà chip Snap này, các bạn dùng bọn này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì hôm nay thì bên mình lại về được lô này là lô Galaxy Note 9 phiên bản Nhật. Thì là đây ạ. Thì là phiên bản Nhật, nó sẽ là cũng như là phiên bản Mỹ, là chạy chip Snap là 845. Và thì là bọn này nó sẽ là chỉ một SIM thôi các bạn nhé. Nói chung là bản Nhật với bản Mỹ nó sẽ chỉ là một SIM. Đấy, con này là Galaxy Note 9 phiên bản cũng như là Nhật này. Đấy, phiên bản Nhật các bạn nhé. Nhật nó sẽ là có các cái chữ của coi như là của Nhật Bản này, và có dòng logo của Galaxy đấy, Galaxy của Nhật các bạn nhá. Thì là ngoại hình bọn này thì là ngoại hình cực kỳ là đẹp luôn. Nói chung là ngoại hình bọn này thì là không khác gì máy mới luôn. Nhưng với con như là con này nó sẽ là chủy duy nhất coi như là cái hàng này ấy. Cái hàng này thì mà theo đánh giá của mình ấy thì là cái hàng này có như là hàng coi như là mà để mà người ta làm lỗi ra để xả về Việt Nam các bạn nhá. Đấy ạ. Thì mình sẽ chỉ luôn cho bạn này. Đấy, chân sạc của bọn này thì là còn 10 cống luôn này. Chân sạc bọn này thì là còn 10 cống luôn. Và ở đây thì là những cái con này nó sẽ người ta sẽ khứa một phát này. Đây ạ. Ở đây ở chỗ chân sạc này người ta sẽ khứa một phát để có như là thành hàng lỗi này, để tuồn về Việt Nam để bán các bạn nhá. Đây ạ. Tất cả cái như lô máy của mình thì nó sẽ bị khứa này. Đấy, bị khứa trắng một phát các bạn nhá. Bình thường là màu đen. Nói chung là tuy cái màu đen này thì là vỏ nó vỏ nhôm mà, cái khung nó không nhôm, khứa cái nó sẽ là thành màu trắng như này. Nói chung là để khứa ra để thành một hàng coi như là một máy mà kiểu trong mà hàng ở bên Nhật người ta tuồn ra để đánh thành là hàng lỗi ấy, để tuồn ra để bán về Việt Nam các bạn nhé. Đây, con nào mình cũng bị khứa bất phát các bạn nhé. Đấy. 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 Cũng con nào thì cũng bị khứa đây. Con này thì lại khứa hai phát này. Đấy. Con nào thì nói chung cái khứa đấy nó không ảnh hưởng gì các bạn nhé. Người ta khứa ra để thành coi như là cái hàng lỗi ấy, để xả Việt Nam cho là mức giá coi như là giá rẻ các bạn nhé. Đấy. Đấy, hàng này có như là nó là kiểu là hàng mới của công ty ấy, nhưng mà người ta khứa ra để thành máy lỗi để tuồn ra ấy. Đây, nói chung là máy đẹp leng keng luôn, nói chung là máy zin đẹp leng keng luôn. Bọn này thì các bạn dùng bọn này cực kỳ tuyệt vời. Đây, có những con còn vẫn còn ly lông các bạn ạ. Đây, có những con này, con như này nó vẫn còn các cái ly lông viền này. Đấy, còn những con liền ly lông viền này, mình ngồi bóc hết ra một loạt đấy. Có những con mình vừa bóc hết ra một loạt ly lông viền này. Đấy. Đấy, hàng này hàng mới keng, mình vừa bóc hết ra một loạt rồi. Bóc ra xem cái độ mới như nào ấy.
Có những con nó còn nguyên cả ly lông viền này. Đấy. Đấy. Hàng này là chắc là nó khứ ra để nó tuồn về Việt Nam cho nó mức giá rẻ các bạn nhá. Nói chung là bọn này thì không phải chê về ngoại hình rồi. Máy đẹp nó không khác gì máy mới, nói chung là thiếu mỗi cái hộp thôi. Là thả hộp là thành máy mới các bạn nhá. Nhưng mà chỉ rất một phát khứa này thôi. Đấy, nói chung là các bạn về dùng ốp thì sẽ là không ảnh hưởng gì. Đấy. Bút nó như mới luôn. Đấy, bút nó như là bút mới luôn. Đầu rất là dài luôn, chưa cùn một tí nào các bạn nhá. Đấy, cái dòng lót này các bạn khỏi phải chê rồi. Và giá con này thì là với mức giá coi như là hơn 4 triệu đồng. Thì là tí nữa mình sẽ coi như là review qua với mức giá coi như là hơn 4 triệu đồng thì các bạn có đáng mua không, sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 các bạn nhá. Đấy ạ. Của mình là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật. Phiên bản Nhật này thì là bạn nào mà muốn convert sang coi như là bản quốc tế ấy, thì là phiên bản Nhật này thì nó sẽ là có các cái, nói chung là có cái app giác của Nhật này. Đây. App giác này của Nhật các bạn nhá. Thì là bản này thì là bạn nào muốn convert sang cái bản phiên bản Mỹ, phiên bản quốc tế phiên bản Mỹ thì các bạn thêm cho mình 50.000 nữa thì mình sẽ coi như là convert sang coi như là phiên bản Mỹ cho các bạn nhá. Nói chung là để mình thuê người. Thực sự ra từ các cái phần mềm này mình không làm cho lắm. Đấy, bạn nào muốn convert sang coi như là phiên bản Mỹ này thì mình phiên bản Mỹ nó sẽ là hết các cái app giác này. Nói chung là chạy nhanh cực kỳ là mượt và rất ít các cái app giác ấy. Thì là bạn nào muốn convert, bạn nào muốn để nguyên như này thì các bạn có thể là cứ đặt mua như này. Còn các bạn nào bản Nhật nó sẽ là có các app Nhật các bạn nhé. Còn các bạn nào muốn convert sang ấy, thì nó sẽ là ít hơn các cái ứng dụng giác đi. Đấy, convert sang bản Mỹ. Đấy ạ. Bản Nhật sẽ là một SIM một sóng và con này là chạy chip Snap là 845 và cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình con này của nó là tràn viền 6,4 inch, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và con này của nó là dung lượng pin con này của nó là pin 4000, nói chung là viên pin 4000 thì cực kỳ tuyệt vời. Và màn hình con này bên mình thì màn hình đẹp keng luôn, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, màn hình bọn này đẹp keng luôn. Tại vì nó là như kiểu là hàng máy mới ấy. Gạch ra một tí này để thành máy lỗi để các bạn ra thị trường, để xả ra thị trường các bạn nhé. Đấy, rất là tiếc luôn. Nói chung là hàng này mình nhìn thấy phát như này mà hàng máy đẹp như này mà chỉ gạch ra một đến hai phát như này, mình thấy cực kỳ là tiếc luôn. Mình thấy quá tiếc luôn. Nói chung là các bạn nào mà không quan trọng về cái vấn đề đấy, nói chung là các bạn mua về các bạn xài ốp và là dùng tuyệt vời luôn, quá là đẹp luôn. Nói chung là với mức giá là hơn 4 triệu đồng các bạn mua con Note 9 phiên bản chip Snap này đáng đồng tiền bác gạo nhá. Mình toàn đánh sai mật khẩu các bạn ạ. Mình sẽ vào coi như là nghe nhạc, xem phim sản phẩm cũng như là Note 9 này xem là có nhanh không. Cảm giác cái chip Snap nó nhanh, nó mượt lắm các bạn ạ. Dùng cực kỳ là sướng. Mạng này làm sao kết nối toàn lỗi các bạn ạ. Không đúng. Gọi ý khác. Đây, toàn kết nối không đúng. Quên mạng này đi. Đấy, mình sẽ kết nối wifi vào. Mình xem là xem cái màn hình 2K xem là như thế nào các bạn nhé. Dòng Note này thì là có hỗ trợ coi như là cái bút này. Các bạn chỉ cần bấm bút sẽ là chụp ảnh thôi. Rất là tiện lợi luôn. Đây. Các bạn bấm bút sẽ là chụp ảnh thôi. Camera của nó là màn hình 2K các bạn khỏi chê luôn. Camera cực kỳ là nét các bạn nhé. Đấy ạ. Đây, camera có chụp góc rộng này, góc hẹp này. Nhìn rất là tuyệt vời luôn. Đấy, cái màn hình 2K quá là sắc nét luôn. Nói chung là Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Tính năng mở khóa của nó thì là tính năng của nó mở khóa mình sẽ vào coi như cho bạn nhá. Tính năng con này có là mở khóa rất nhiều nhá, quét thông minh này, khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Coi như là rất nhiều tính năng luôn. Đây, mình sẽ kết nối wifi cho các bạn nhá. Mình sẽ vào coi như là sản phẩm coi như là wifi này. Mai bọn này thì mình sẽ phải reset hết để cho nó như là nó mất ấy đi. Còn bạn nào muốn convert thì là thêm 50.000 nữa mình sẽ convert cho các bạn nhá. Mình sẽ vào nghe nhạc Bero vào. Đấy. Đấy. Loa thì dòng Note cực kỳ là hay luôn. Đây con này thì cũng là hai loa, một loa bên trên này và một loa bên dưới các bạn nhá. Dòng Note các bạn khỏi phải chê luôn. Màn hình 2K này nói chung là không bao giờ làm các bạn thất vọng luôn. Đấy, nhìn nghiêng mờ này, không bao giờ có như là độ bóng mờ gì các bạn nhá. Nói chung là cái dòng này các bạn không làm các bạn thất vọng rồi. Đấy. Nói chung là dùng bọn này thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy Note 9 phiên bản Nhật này thì là các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Thì là giá bọn này thì bên mình sẽ bán bạn giá coi như là 4.900.000. Đấy. Galaxy phiên bản coi như là Note 9 phiên bản Nhật này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như 4.900.000. Bạn nào muốn coi như là convert lên bản quốc tế thì là thêm 50.000 nữa thì mình sẽ coi như là convert lên cho bạn coi như là bản quốc tế luôn các bạn nhá. Dùng nhanh và mượt như quốc tế luôn. Đấy, rất là sướng luôn, màn hình đẹp keng luôn.
và máy thì không khác gì là máy mới. Chỉ tiếc nhất, cái đau lòng nhất ở chỗ này các bạn, người ta cứ gạch ra này để thành máy lỗi để bán ra thị trường ạ. Mình tiếc kinh khủng luôn, được cái máy zin nguyên bản luôn. Các bạn dùng bọn này nó thật các bạn, quá là bền luôn. Không biết bao giờ để cho các bạn cũng như là thay máy luôn. Nếu các bạn mà dùng giữ mà ốp dán cẩn thận nhé, nói thật các bạn, dùng không biết bao giờ các bạn, các bạn thay máy các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy Note 9 phiên bản Mỹ bên bản Nhật này, các bạn nhanh hàng mình sớm nhất nhá. Giá mình thăng lý cho các bạn, giá có như là máy đẹp len keng 4.900.000 đấy, rất là rẻ nhá. Nói chung là mình sẽ bao cho các bạn cũng như là giá rẻ nhất thị trường luôn, nên các bạn yên tâm luôn đấy. Riêng cái màn hình này các bạn bán ra đã được có như là 4 triệu rồi đấy. Riêng cái màn hình bán ra đã được 4 triệu rồi, còn chưa tính có như là phần bên các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone 6s các bạn nhé. Hôm nay nhà mình lại về được con này là con iPhone 6s. Thì hôm nay con này mình vừa mới thâu lại của khách xong các bạn nhé. Đây ạ, trên tay mình là sản phẩm có như là iPhone 6s. Con này thì là của nhà mình thì là phiên bản Mỹ này, 64GB. Đấy, iPhone 6s phiên bản Mỹ 64GB. Thì con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Khách cũng đã báo với mình là thay pin 100% rồi các bạn nhé. Mới thay pin, mới 100%. Và gì nhỉ? Con này thì là mình đã thoát iCloud ra rồi. Mình sẽ bao cho bạn coi như là reset hay là gì to lại, không iCloud hay là iCloud ẩn, không lóc lủng các gì các bạn nhé. Thì là con iPhone 6s này thì là ngoại hình cũng còn cực kỳ là ok. Ngoại hình con này thì còn độ là để đánh giá của nó là phải trên 90% các bạn nhé. Ngoại hình con này còn máy còn là trên 90%. Được cái của nó là phiên bản coi như là quốc tế 64GB. Thì là con iPhone coi như là 6s này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá coi như là 1.900.000 các bạn nhé. Nói chung là với mình mức giá coi như là thị trường nó bán với mức giá là hơn 2 triệu đồng. Nhưng mà con này mình thâu lại của khách ấy, thì mình sẽ bán cho bạn với giá mà cực kỳ là hợp lý. Thì là con này thì mình sẽ bao cho bạn coi như là main zin, màn zin. Nếu bạn về mà không kiểm tra mà không zin thì nói chung là mình tặng luôn các bạn con máy này. Nên là các bạn cứ yên tâm mua sản phẩm coi như là iPhone 6s phiên bản quốc tế 64GB ở bên mình các bạn nhá. Đấy, bao cho bạn nguyên zin nguyên bản luôn, 1.900.000 các bạn nhá. Đấy, nói chung là con này nhỏ gọn, các bạn mua về học online, xem phim, nghe nhạc cực kỳ ok. Đấy, sản phẩm V50S thì mình cũng là cực kỳ là tâm đắc các bạn nhé. V50S và Note 9 này mình cũng cực kỳ là tâm đắc luôn. Dòng này thì cực kỳ là sang. Đây, con này còn vẫn còn nguyên ly lông mà. Đấy, các bạn bóc ra này, còn nguyên ly lông luôn, rất là sướng luôn. Đây, đấy. Nói chung là mình về mình toàn bóc ra mà được cái màn hình nó đẹp lắm. Máy này như kiểu là dạng máy mới, nó tồn kho nó đẩy ra các bạn ạ. Màn hình đẹp keng luôn. Bóc còn khó bóc. Đây, màn hình đẹp keng luôn. Sướng luôn. Mà giá cực kỳ là rẻ, 4.900.000. Đẩy về Việt Nam nó chỉ gạch một hai cái lỗi này nó đẩy về Việt Nam. Giá cực kỳ là rẻ. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà buổi tối ngày hôm nay nhà mình là còn duy nhất một chiếc, một cây này. Galaxy S10 cộng phiên bản Mỹ, chip Snap là 855 các bạn nhá. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình đây này. Mai thì là bạn nào mà muốn bạn nào đây, bình thường là bản Mỹ ấy, sẽ là convert, nó sẽ là ít ứng dụng như này nhá, nó chỉ có ít ứng dụng như này thôi. Đây, nó chỉ ít ứng dụng như này thôi. Mai thì bạn nào bình thường là bản Nhật, nó sẽ là có nhiều cái app của Nhật này. Đây ạ. Thì là mai thì mình bạn nào mà cần thì mình sẽ coi như là convert thêm 50.000 nữa, mình sẽ convert sang như bản Mỹ này các bạn nhé. Đấy, convert sang như bản Mỹ luôn, dùng rất là hay luôn, reset là gì to là thoải mái. Và con này thì mình đây, Galaxy S10 cộng phiên bản Mỹ, chip Snap là 855. Bản Mỹ với bản Nhật nó sẽ cùng là một chip, nhưng mà chỉ chạy được một sim một sóng các bạn nhá. RAM con này là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4100. Nói chung là pin này các bạn dùng cực kỳ ok. Và thiết kế con này cũng là bo tròn coi như là bốn cạnh. Nói chung là dùng con này thì mấy con Note 9 cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Bo chọn một bốn cạnh, cầm cực kỳ là chắc tay và nặng tay các bạn nhé. Con này thì cũng hỗ trợ cũng như là cổng sạc tai C và sạc tai nghe 3.5. Còn cắm mic livestream hay thu âm cực kỳ tuyệt vời. Và cái dòng S thì lúc nào nghe nhạc cực kỳ là hay luôn. Nói chung là dòng S thì các bạn không bao giờ làm các bạn có nhìn thất vọng luôn. Nghe nhạc cực kỳ là sướng và cực kỳ là phê các bạn nhé. Đấy, nói chung là dòng S thì các bạn không bao giờ làm các bạn thất vọng hay luôn. Đấy, nghe nhạc sướng không ạ? Đấy, màn hình 2K. Đó, nhà mình là còn duy nhất một chiếc luôn. Đấy, dòng S thì nghe nhạc rất là giòn và rất là tan luôn. Đấy. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm cũng như là Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ, chip Snap là 855 các bạn nhân tay hàng mình sớm nhất. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá có như là 6.200.000. Đấy,
máy coi như là zin đẹp lên keng các bạn nhé, zin đẹp lên keng luôn. Còn bọn lót 9 này thì mình tâm đắc nhất, máy không khác gì là máy mới luôn đấy, nguyên coi như là tem, có tem của Nhật luôn, mà chỉ duy nhất một cái lỗi này đấy, người ta gạch lỗi ra là người ta bán cho bạn luôn, cực kỳ là rẻ. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là lô này, là lô sản phẩm cũng như là iPad 5 phiên bản là IR các bạn nhé, iPad 5 phiên bản IR thì hôm nay nhà mình lại về rất là nhiều các bạn nhé. Đấy ạ, iPad 5 phiên bản là IR hôm nay nhà mình là về được từ là gần 10 cây các bạn nhé, nên là các bạn thao hồ lựa chọn luôn. Sản phẩm iPad 5 IR này thì là của nhà mình thì là phiên bản coi như là quốc tế này, 16GB đấy, phiên bản iPad 5 phiên bản quốc tế 16GB. Thì là ngoại hình con này thì là máy còn là 90/90%. Con này của nhà mình là phiên bản là Wi-Fi. Phiên bản Wi-Fi này sẽ là không chạy SIM 4G đâu các bạn nhé. Phiên bản Wi-Fi là chỉ là chạy được Wi-Fi thôi, không xài được SIM 4G. Nói chung là nếu mà bản 4G là sẽ là thêm một ổ SIM ở đấy các bạn nhé. Nói chung là Wi-Fi thì bây giờ đi đâu thì cũng có Wi-Fi rồi. Các bạn ngồi ở nhà thì cũng có Wi-Fi rồi. Các bạn sang hàng xóm thì cũng có Wi-Fi rồi. Cái ở thích nhất ở sản phẩm cũng như là iPad 5 này là sẽ là hỗ trợ cũng như là phần mềm cũng như là gần như là mới nhất, nói chung là hỗ trợ cũng như là cái iOS này là gần như là mới nhất. Thì là theo lời khuyên của mình, một người bán hàng online ấy, một người bán hàng online và để các bạn mà mua để về học, nói chung là mua về học online tốt ấy, thì là theo lời khuyên của mình một người bán hàng ấy, thì các bạn cứ chọn, nên chọn cho mình sản phẩm ở với thời điểm hiện tại ấy, thì là các bạn mua về học online, thì là theo lời khuyên của mình một người bán hàng thì là các bạn nên chọn những sản phẩm cũng như là từ iPad 5 trở lên. Nói chung là mình không phải là mình đổ xô tất cả những sản phẩm cũng như là iPad 2, iPad 3, 3, iPad 4. Nhưng những con iPad 2, iPad 3, iPad 4 các bạn chỉ học Zoom bình thường thôi. Tại vì là cái iOS của nó thì nó là thấp, cái phần mềm của nó là phần mềm thấp. Thì các bạn không tải được một, nói chung là cái nhiều ứng dụng mà đời học bây giờ, nhiều ứng dụng mà chương trình học đời mới bây giờ ấy, thì các bạn nhiều khi các bạn tải về nó rất là phức tạp luôn. Đấy, nhưng mà với cũng như là iPad 5 này là cái phần mềm cũng như là nói chung là gần như là mới nhất ấy, thì các bạn có thể là tải nhiều được cái ứng dụng trò chơi này hoặc là những dụng học mới nhất các bạn nhé. Đấy là theo lời khuyên của mình, các bạn nên chọn những sản phẩm cũng như là iPad 5 trở lên. Thứ nhất là iPad 5 của nó thì là đời được không cổ quá, và thứ hai là cái pin của này cũng là còn rất là mới. Pin con này của nó tận là gần 9.000 và màn hình của nó là 9.7 inch, màn hình là cực kỳ to. Đấy, các bạn mua về học online con này đáng đồng tiền bạc gạo luôn. Camera chiếc nói chung là nhìn cả nhà luôn, nhìn rất là nét luôn. Nói chung là dòng iPhone thì là camera là thật các bạn, rất là thật các bạn nhé, các bạn nhìn cực kỳ nét và cực kỳ là sướng luôn. Đấy, dòng này thì là loa nghe nhạc của nó là cũng là loa nghe kép rất là to và rất là rõ, và con này là hỗ trợ cổng sạc của nó là từ iPhone 5 và đến coi như là iPhone 13 Pro Max các bạn nhé. Chân sạc của nó rất là hay và rất tiện lợi. Đấy, theo lời khuyên của mình thì là chân thành nhất để các bạn nên mua sản phẩm iPad 5, mà để học online nhiều, nhà các bạn học online nhiều, các bạn nên mua sản phẩm coi như là iPad 5 trở lên. Bình thường các bạn học thì các bạn mua cho mình là iPad 5 phiên bản 16GB là cũng là cực kỳ là ok rồi các bạn nhé. Thì là con này ấy, thì là con này của nhà mình ấy, thì là bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500.000 nhé. Đấy, sản phẩm iPad 5 bên này, con này thì bên mình sẽ bán các bạn với mức giá coi như là 3.500.000, các bạn mua về học online cực kỳ là hợp lý. Nói chung là với mức giá coi như là 3.500.000 nó không đắt quá, không rẻ quá, dùng cực kỳ ok và cực kỳ là sướng các bạn nhé. iPad 5 này ạ, dùng cực kỳ là ok và cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy, giá về giá có như là chỉ với giá 3.500.000 phiên bản có như là 16GB Wi-Fi các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPad 5 các bạn nhắn tin hàng mình là sớm nhất các bạn, có hai số hotline các bạn nhá, về học online cực kỳ tuyệt vời luôn. Và sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về là sản phẩm có như là Galaxy S10 5G. Galaxy S10 5G thì hôm nay nhà mình là về đủ màu để cho các bạn nhá. Đấy, Galaxy S10 5G thì hôm nay nhà mình về đủ màu. Màu đầu tiên của nhà mình là màu gold này, và màu thứ hai của nhà mình này, màu hai của nhà mình là màu đa sắc, và thứ ba của màu của nhà mình là màu con này là màu xám đen. Thì là ngoại hình con này thì là ngoại hình tất cả thì máy còn trên 90%, máy đẹp leng keng. Nói chung là hàng siêu thị Thanh Lý này thì là máy đẹp leng keng rồi các bạn nhé. Galaxy S10 5G nói chung là hàng này mình bán biết bao nhiêu chiếc rồi. Nói chung là cái tỷ lệ lỗi nó không có luôn các bạn, dùng cực kỳ sướng, cực kỳ ok. Và ngoại hình con này thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Tính năng hay đầu tiên của nó thì là sẽ là hỗ trợ 5G. Nó như kiểu dòng V50S này cũng là hỗ trợ 5G các bạn nhé. Bọn này đã được lên Android coi như là mới nhất rồi. Nó như kiểu là V50S luôn. Và cấu hình con này cực kỳ là khủng. RAM con này là RAM của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền.
6,7 inch, pin con này thì pin cực kỳ là cho bò, pin của nó là pin 4500. Nói chung là pin 4500 các bạn dùng xa xả một ngày thì cực kỳ ok. Thiết kế thì con này cực kỳ là đẹp luôn. Và giá sản phẩm coi như là Galaxy S10 5G thì bên mình đang bán cho bạn giá coi như là 6.200.000. Đấy. Với mức giá coi như là 6.200.000 các bạn mua con này thì đáng đồng tiền bát gạo nhá. Dùng cực kỳ là sướng luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S10 5G các bạn nhắn tin hàng mình sớm nhất nhá. Nhà mình về 3 màu đủ cho bạn nhé. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm rồi cũ ra rẻ. Thì các bạn ưng sản phẩm nào các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng, hoặc các bạn thể là nhắn tin qua số Zalo là 0966 221 789, và có thể là gì nhỉ, qua fanpage của mình nhá, fanpage Triệu Phú TV của mình để các bạn đây. Thì lúc nào đợt này thì mình đang trả lời các bạn coi như là nhiệt tình nhất, nên các bạn cứ yên tâm đặt hàng các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn hãy xem video mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại clip lần sau các bạn nhé.